Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau. Ghi nhận những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phần cuối là phóng sự phản ánh việc công an thị xã Hương Trà làm chứng minh nhân dân cho hàng trăm học sinh tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn. Và bây giờ sẽ là phần tin phản ánh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các đồng chí, công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Sau những ngày đầu ra quân, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế trong những ngày đầu ra quân tại một số đơn vị trên toàn tỉnh. Hiện tôi đang có mặt tại trụ sở thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Gần 150 cán bộ chiến sĩ được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật sẵn sàng cho ngày ra quân đầu tiên. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã chuẩn bị các phương án, đề ra nhiều giải pháp để ngăn ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Chúng tôi tập trung các mặt công tác. Thứ nhất là tập trung công tác tuyên truyền cho người dân và các doanh nghiệp chấp hành tốt kỷ luật giao thông khi tham gia giao thông. Thứ hai, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ sẵn có để triển khai ra quân đồng bộ trên các tuyến quốc lộ, địa bàn phụ trách. Chúng tôi tập trung phát hiện các loại tội phạm lợi dụng các phương tiện giao thông trên tuyến để hoạt động phạm tội, đặc biệt trong cái dịp Tết là các hành vi là vận chuyển các chất nổ, pháo nổ và các loại hàng hóa gian lận thương mại, các loại thực phẩm liên quan đến môi trường. Cũng trong sáng ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Huế, Công an huyện Phú Vang, Công an thị xã Hương Thủy, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu đưa tỷ lệ án đạt từ 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, không để xảy ra trọng án liên quan đến tín dụng đen, ngạo đá, kiềm chế và làm giảm tội phạm trộm cắp, tội phạm cố ý gây thương tích, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng, ngăn chặn buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, đốt pháo nổ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Sau khi có kế hoạch và tổ chức ra quân, thì chúng tôi cũng đã có một số cái nhiệm vụ giải pháp lớn. Một, đó là đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo thành phố và chỉ đạo công an phường, tham mưu cho công ủy ban nhân dân các phường là huy động lực lượng để mà ra quân, nhằm để làm tốt cái công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn trước, trong và sau Tết, cũng như cái việc lập lại trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trật tự đô thị trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Thứ hai là chúng tôi sẽ huy động tổng lực lượng của Công an thành phố Huế, từ công an phường, cảnh sát khu vực cho đến lực lượng là bảo vệ dân phố ở cơ sở, đến các đội nghiệp vụ, phải từng lực lượng phải có kế hoạch riêng để tổng là tấn công các cái loại tội phạm trên địa bàn. Trong 5 ngày đầu của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự liên quan đến tội phạm đánh bạc, ma túy, trộm cắp, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo hóa đơn chứng từ. Điển hình vào ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã liên tục phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Dương Trí Dũng, sinh năm 1983, trú tại thành phố Đông Hà, tàng trữ 302 viên ma túy loại hồng phiến. Đối tượng Dương Văn Hóa, sinh năm 1983, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tàng trữ 251 viên ma túy. Cùng ngày, Công an huyện Phú Vang bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc hột xúc xắc chẳng lẻ để thắng thua bằng tiền và thu tiền sâu tại quán cà phê Suha tại thôn Tân An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, thu giữ tổng số tiền gần 48 triệu đồng cùng một số dụng cụ để đánh bạc, tạm giữ hình sự 8 đối tượng.
Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020. Trong đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, công an các đơn vị địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý vụ phạm pháp hình sự. Khuya ngày 12 tháng 12, tại quán cà phê Hương Thảo Nguyên thuộc phường Tử Hà, thị xã Hương Trà, công an thị xã Hương Trà bắt quả tang nhóm gồm 6 đối tượng là Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1981, Trần Công Bảo Huy, sinh năm 1995, Trần Công Trường, sinh năm 1987, Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1985, Hoàng Quang Đức, sinh năm 1995, Trần Đức Rin, sinh năm 1986, cùng trú tại thị xã Hương Trà, đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc dĩa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền là 48 triệu 900 nghìn đồng, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc. Ngày 13 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra phát hiện phương tiện mang biển số 34C22050 do tài xế Nguyễn Tiến Chí, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Hải Dương điều khiển, đang vận chuyển 9 bộ máy điều hòa nhiệt độ hiệu Daikin, 9 máy giặt đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp tục phát hiện phương tiện mang biển số 29H22323 do tài xế Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1986, trú tại Thái Bình điều khiển, đang vận chuyển số lượng lớn các loại áo quần, mỹ phẩm, túi sách, giày dép, máy móc, linh kiện điện tử. Số hàng hóa trên không đảm bảo thủ tục về giấy tờ. Ngày 18 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 12 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, Phan Văn Được, sinh năm 1983, trú tại phường Tử Hà, thị xã Hương Trà, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Thiền Phúc, có trụ sở đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Lê Mộng Nhàn, sinh năm 1983, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, là kế toán trưởng công ty, cùng 2 đối tượng khác là Đặng Thị Thu Ngân, sinh năm 1981, trú tại Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế, đã xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Thiền Phúc để bán cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là trên 31 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là trên 2 tỷ đồng. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 12, tại số nhà 212 đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, xảy ra cháy làm một người chết. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã xuất 2 xe chữa cháy, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Địa điểm cháy là căn phòng cấp 4, diện tích khoảng 10m², nhưng bên trong tập trung chủ yếu khối lượng lớn chất cháy là phế liệu, chai nhựa, giấy báo và nhiều vật dụng đã qua sử dụng, khiến đám cháy bùng phát và thải ra nhiều khói khí độc. Thời điểm chữa cháy, lực lượng công an phát hiện có một phụ nữ bị mắc kẹt phía trong căn phòng. Lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang căn phòng bên cạnh và tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Sáng ngày 14 tháng 12, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho người dân huyện Phú Vang. Tại trụ sở công an huyện, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức thăm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho 200 người là thương bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh còn tổ chức tặng 10 phần quà cho các đồng chí công an đã nghỉ hưu gặp khó khăn trên địa bàn huyện Phú Vang và một máy lọc nước đặt tại phòng tiếp dân công an huyện Phú Vang. Toàn bộ kinh phí trên do cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tự nguyện đóng góp.
Cùng trong dịp này, đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, người dân và các cơ sở lưu trú đóng ở địa bàn huyện kiến thức pháp luật về xuất nhập cảnh, thủ tục cấp thị thực và gia hạn chứng nhận tạm trú, thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông. Sáng ngày 15 tháng 12, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị, Bệnh viện Trung ương Huế, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trung tâm Huế S, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tuyên truyền pháp luật, khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, thực hiện ngày Chủ nhật xanh tại làng trẻ em SOS Huế. Tại buổi tuyên truyền, các em đã được cán bộ đoàn viên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truyền tải những nội dung kiến thức cơ bản về kỹ năng tự vệ phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và cách sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng thoát nạn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và những hành vi vi phạm an toàn giao thông mà người tham gia giao thông thường xuyên vi phạm. Với những hình ảnh trực quan, phong phú, đa dạng, cán bộ tuyên truyền viên đã đem lại cho các em những kiến thức cơ bản, nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Dịp này, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tổ chức tặng 70 suất quà cho các em tại làng SOS. Thưa quý vị và các đồng chí, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Vừa qua, Công an thị xã Hương Trà đã đến tận nơi để làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân cho hàng trăm học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên truyền hình An ninh Công an Thừa Thiên Huế. Tại trường trung học phổ thông Hương Trà, tổ công tác thuộc Công an thị xã đã tận tình hướng dẫn giải quyết các thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân cho trên 100 học sinh. Rất nhiều trường hợp gặp phải những khó khăn vướng mắc liên quan đến các thủ tục đã được giải quyết, tháo gỡ. Nhận thấy chứng minh nhân dân và những giấy tờ tùy thân có vai trò quan trọng đối với các em học sinh trung học phổ thông khi tham dự các kỳ thi và phục vụ nhiều giao dịch thường ngày, nên Công an thị xã Hương Trà đã chủ động phối hợp với các trường trên địa bàn thực hiện việc cấp đổi chứng minh nhân dân ngay tại nhà trường cho học sinh có nhu cầu. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, thì thời gian qua Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thị xã Hương Trà đã thường xuyên chú trọng chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức các đợt cấp chứng minh nhân dân đến tận cơ sở, và đối tượng được ưu tiên chủ yếu là các gia đình chính sách, các hộ gia cả neo đơn, ốm đau bệnh tật. Và việc làm này đã được đông đảo quần chúng nhân dân là đồng tình ủng hộ. Thì thời gian này Công an thị xã đã và đang phối hợp với Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức cấp chứng minh nhân dân cho các em học sinh, nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các em để các em chuẩn bị cho các cái kỳ thi sắp tới, giảm các cái thủ tục hành chính, thời gian đi lại cho các em. Thay vì phải đến tận trụ sở Công an thị xã và tự mình phải làm các thủ tục để được cấp đổi chứng minh nhân dân, thì nay học sinh chỉ cần tranh thủ chút thời gian trong buổi học, cán bộ Công an thị xã đã tận tâm hướng dẫn giải quyết thủ tục cho từng trường hợp. Việc cơ quan công an phối hợp với nhà trường về việc cấp giấy chứng minh là thuận tiện hơn cho chúng em trong kỳ thi quốc gia sắp tới, và là thuận tiện trong việc giao dịch ngoài xã hội, và là quyền đảm bảo quyền và nghĩa vụ của chúng em khi được cấp giấy chứng minh. Hôm nay là được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường và phối hợp với cơ quan công an là làm lại giấy chứng minh cho các bạn học sinh và trong đó có em. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các bạn học sinh và em có thể làm lại giấy chứng minh nhân dân, cấp lại hoặc đổi mới. Tại hai trường trung học phổ thông Hương Trà và trường trung học phổ thông Đặng Huy Trứ, Công an thị xã Hương Trà đã hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân cho 372 em học sinh. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của tất cả các em học sinh, các bậc phụ huynh và phía nhà trường, vì đã giúp gia đình các em học sinh đỡ tốn kém thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt đã tạo được sự thuận lợi khi hoàn tất các giấy tờ tùy thân để các em học sinh yên tâm bước vào những kỳ thi quan trọng phía trước. Năm nay Công an thị xã, Công an tỉnh có chủ trương về các trường trung học phổ thông để làm chứng minh nhân dân và làm cấp lại chứng minh nhân dân cho các em học sinh. Tôi thấy rằng đây là cái chủ trương rất là hay, rất là gần gũi với học sinh. Và đối với các em học sinh thì các em sẽ được tiết kiệm thời gian hơn, nhất là khi đến làm tại trường thì các em mạnh dạn hơn, các em sẽ chủ động hơn trong được hướng dẫn kỹ lưỡng hơn trong công việc. Và sau này khi mà các em tất cả học sinh của trường có đầy đủ chứng minh nhân rồi thì những cái giao dịch của các em khi đi ra bên ngoài và khi ở trong nhà trường thì nó sẽ thuận lợi rất nhiều. Về phía nhà trường thì chúng tôi sẽ có được một thuận lợi là khi mà tất cả học sinh có giấy chứng minh nhân rồi thì việc quản lý học sinh, rồi là việc lập hồ sơ
đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh lấy một loại hồ sơ bắt buộc thì nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Thời gian qua, công an các đơn vị địa phương thuộc Công an Thừa Thiên Huế đã và đang nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục phát sóng vào lúc 20h20 phút ngày thứ Năm và được phát lại vào lúc 11h50 phút ngày Chủ nhật, 8h30 phút sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.